Góp mặt tại sân chơi U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam đã làm nên chiến tích khó tin khi có mặt ở trận chung kết. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình kỳ diệu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải vô địch U23 châu Á 2018. Ngay trận đầu ra quân ngày 11 tháng 1, U23 Việt Nam đã phải đối đầu với Á quân U23 Hàn Quốc và chịu thua với tỷ số chung cuộc 1-2. Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 14 tháng 1, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, các chàng trai U23 Việt Nam của chúng ta đã giành được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết U23 châu Á khi quật ngã gã khổng lồ U23 Australia với tỷ số 1-0. Trong trận quyết định với U23 Serie A vào ngày 17 tháng 1, U23 Việt Nam đã kiên trì bảo vệ thành quả, cầm hòa đối thủ với tỷ số 0 đều. Chơi lăn xả đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên, giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á. Cho đến ngày 20 tháng 1, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Iraq sau loạt đá luân lưu nghẹt thở với tỷ số 5-3 ở tứ kết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiên ngang vào bán kết. Các chiến binh U23 Việt Nam tại mùa giải lần này đã làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu, gây địa chấn châu Á và viết nên trang sử vàng cho bóng đá nước nhà, ghi tên mình trở thành một trong 4 đội bóng mạnh nhất châu lục.